như thế này. Cái người mà nói về thần thông đệ nhất là hay là trí tuệ đệ nhất là Đức Phật. Và chúng ta đồng ý với nhau rằng Đức Phật là một vị không còn ngã mạn nữa. Ngài không còn bất kỳ một ô nhiễm nào nữa, cho nên là không có chuyện là Ngài ngã mạn. Khi mà Ngài quyết định ai đó là thần thông đệ nhất hay trí tuệ đệ nhất, mà Đức Phật chỉ trình bày một sự thật, có nghĩa là người đó quả thật như vậy, người đó là đệ nhất, thì Đức Phật nói là người đó là đệ nhất. Thành ra đó, sư hình như sư chưa thấy trong bài kinh nào, một cái đoạn kinh nào, một cái đoạn chú giải nào mà Ngài Xá Lợi Phất nói rằng ta là trí tuệ đệ nhất. Đấy, cho nên ấy, sư không thấy là Ngài Xá Lợi Phất Ngài xác định, Ngài nói với ai Ngài là trí tuệ đệ nhất. Sư cũng không thấy Ngài Mục Kiền Liên Ngài nói với ai Ngài là thần thông đệ nhất. Sư không thấy nói. Sư chỉ thấy là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật xác nhận rằng Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Có nghĩa là Đức Phật chỉ nói lên một sự thật. Sự thật giống như là tôi ở trên đỉnh, tôi đệ nhất. Đấy, cái người đệ tử của Ngài là đệ nhất thì nó là đệ nhất. Đấy. Và ngay cả đó, ngay cả cái trường hợp mà Đức Phật nói là cái người mà đứng đầu ở trong tam giới này là chỉ có Như Lai thôi, có nghĩa là chỉ có Đức Phật, bản thân Đức Phật là người đứng đầu trong tam giới này, không một ai hơn được Ngài, không một ai bằng Ngài, chứ đừng nói là hơn Ngài. Thì khi Đức Phật nói như vậy đó, không có nghĩa là Ngài ngã mạn, bởi vì Ngài chỉ trình bày một sự thật chứ không có ngã mạn gì đây. Còn phàm phu chúng ta đó, khi nói đó thì chúng ta mới ngã mạn, chứ còn Phật thì không có ngã mạn, Ngài chỉ trình bày một sự thật thôi.